Mỗi ngày đều đặn 3 lần vào buổi sáng, chiều và tối, hệ thống loa phát thanh tại chung cư Ấn Quang, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh lại được bật lên để thực hiện việc tuyên truyền về an toàn công tác phòng cháy chữa cháy cho các cư dân và hộ kinh doanh tại đây. Được xây dựng từ những năm 1970, chung cư Ấn Quang này cũng đã xuống cấp, thiếu nhiều trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện câu mắc chằng chịt nên nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy vẫn tiềm ẩn cao. Với góc độ là ban điều hành khu phố thì chúng tôi cũng là thường xuyên phải nói là tuyên truyền để mà người dân phòng ngừa cái công tác phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là tổ chức cho mỗi tổ dân phố là có khoảng ít nhất phải có 2 bình chữa cháy. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 470 chung cư, nhà tập thể cũ. Các công trình này có chung đặc thù là không có giải pháp ngăn cháy, không đảm bảo điều kiện thoát nạn, không có thiết bị báo cháy. Do xây dựng trước thời điểm luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực nên hầu hết không có ban quản trị và ban quản lý, thiếu đội ngũ chữa cháy tại chỗ. Để ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ ngay từ đầu, nhiều chung cư đã được chính quyền vận động thành lập được tổ liên gia phòng cháy chữa cháy để các hộ dân kịp thời hỗ trợ nhau khi có sự cố xảy ra. Có rất nhiều các chung cư cũ và không thành lập được ban quản trị hoặc không có ban quản trị thì chúng tôi cũng mạnh dạn tham mưu cho ủy ban để thực hiện cái việc mà xây dựng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng đối với những khu vực chung cư hoặc là nhà tập thể mà không có ban quản trị. Thời gian tới, lực lượng phòng cháy chữa cháy ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với ngành điện địa phương để thay mới hệ thống điện đã cũ, câu mắc chằng chịt để ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến từng hộ dân về các biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là kỹ năng thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy là tăng cường công tác là tuyên truyền, hướng dẫn và đặc biệt là hướng dẫn người dân cái kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy trong tại các chung cư này. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng bởi vì trong thời gian qua chúng thấy rằng là có nhiều cái vụ việc xảy ra thì người dân thoát nạn là gần như là không nắm chắc được cái kỹ năng, cho nên là khi xảy ra cháy là người ta hoảng loạn và có những cái vụ việc đã xảy ra một cái thảm họa rất nguy hiểm. Để tránh những tai nạn, sự cố cháy nổ đáng tiếc xảy ra ở chung cư cũ, ngoài sự quan tâm làm tốt hơn nữa vai trò chức năng của chính quyền địa phương, thì quan trọng nhất chính là ý thức chủ động của người dân. Mỗi căn hộ cần trang bị thêm các bình chữa cháy xách tay, bố trí tối thiểu 2 lối thoát nạn và trang bị kỹ năng thoát hiểm cho các thành viên trong gia đình.